Xin chào quý khán giả đang đến với bản tin Covid-19 của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Bản tin phát sóng vào lúc 20 giờ 50 phút mỗi ngày trên TTV11, website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh và trên các hạ tầng số của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu bản tin Covid-19 ngày hôm nay, mời quý khán giả cùng đến với những thông tin trong nước đang chú sau. Thưa quý vị, Bộ Y tế vừa có công văn về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh COVID-19. Trong đó thì có định nghĩa về người được coi là tiếp xúc gần F1, theo đó, Bộ Y tế định nghĩa người tiếp xúc gần F1 là một trong số các trường hợp sau. Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp như bắt tay, ôm hôn, tiếp xúc trực tiếp dưới da cơ thể với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. Người đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kính và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định F0 khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các biện pháp phòng hộ cá nhân. Thú vị nhóm nghiên cứu vaccine COVID-19 Nanocovax cho biết, tính chung toàn thời gian, hiệu lực bảo vệ của Nanocovax liều tiêm 25 microgram đạt 52,1% là tiêu chuẩn để được xem xét cấp phép lưu hành theo chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và giai đoạn 3 cho thấy, vaccine Nanocovax làm giảm số mắc COVID-19, giảm nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong khi mắc COVID-19. Nanocovax là vaccine COVID-19 đầu tiên của Việt Nam thử nghiệm lâm sàng, được bào chế theo công nghệ tái tổ hợp, tức sử dụng những mảnh kháng nguyên vô hại protein thích hợp nhất của nCoV để kích thích tạo đáp ứng miễn dịch phù hợp. Đoàn công tác Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Tây Ninh do bà Nguyễn Đại Thi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh làm trưởng đoàn, mới đây có buổi kiểm tra giám sát về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Châu Thành. Đoàn kiểm tra đã khảo sát thực tế tại xã Thái Bình và điểm tiêm ngừa lưu động tại xã Thanh Điền. Đây là hai địa phương có số ca F0 cao nhất huyện Châu Thành. Qua thực tế, đoàn đã ghi nhận những khó khăn của huyện Châu Thành trong phòng chống COVID-19 như chế độ đặc thù cho nhân viên y tế tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, việc chuyển đổi công năng từ bệnh viện thông thường sang bệnh viện chuyên trị bệnh COVID-19. Số lượng F0 tại nhà tăng nhiều và nhanh dẫn đến thiếu hụt một số thuốc thiết yếu thông thường. Tiếp tục công tác kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, đoàn sở chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 do ông Võ Đức Trong, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân tỉnh làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ban chỉ huy phòng chống dịch bệnh thị xã Hòa Thành và huyện Như Minh Châu. Tại thị xã Hòa Thành, đoàn đã đến kiểm tra tình hình phòng chống dịch thực tế tại phường Lâm Thành Bắc. Hiện phường đã trang bị đầy đủ các máy đo SPO2 và dẫn động nguồn xã hội hóa, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc điều trị cho các F0 điều trị tại nhà. Qua khảo sát trực tiếp các F0 tại nhà, phường đã thực hiện đầy đủ các biện pháp cách ly, quản lý và tư vấn hỗ trợ thông tin cho các F0. Tại huyện Như Minh Châu, đoàn đã đến kiểm tra tại xã Bầu Năng. Theo báo cáo của tổ truy vết, Bầu Năng là xã có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất toàn tỉnh, trong đó dẫn có các f chưa được tiêm vaccine, tỷ lệ người dân được tiêm vaccine còn thấp. Thưa quý vị, dù chỉ mới đi vào hoạt động, song mô hình đồng hành cùng với F0 điều trị tại nhà của huyện Đoàn Bến Cầu đã nhận được nhiều phản hồi tích cực đến từ phía người dân và chính quyền các địa phương. Chính thức ra mắt từ đầu tháng 12 vừa qua, mô hình đồng hành cùng với F0 điều trị tại nhà của huyện Đoàn Bến Cầu gồm 3 hoạt động chính: gồm vận động trao tặng các loại thuốc, lương thực thực phẩm cho các gia đình có F0 điều trị tại nhà có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ mua hộ các loại thuốc và các loại thực phẩm thiết yếu cho các gia đình phối hợp cùng chính quyền địa phương để theo dõi, quản lý F0 tại nhà, hỗ trợ F0 lấy mẫu xét nghiệm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, số người cách ly điều trị COVID-19 tại nhà đang ở mức cao. Việc đồng hành hỗ trợ các F0 cách ly điều trị bệnh hiệu quả ngay tại nhà được xem là một trong những việc làm thiết thực và ý nghĩa của tuổi trẻ huyện Bến Cầu. Thưa quý khán giả, thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Tính từ 18 giờ ngày 29 tháng 12, Đến 18 giờ ngày 30 tháng 12 năm 2021, Tây Ninh ghi nhận 907 ca dương tính với SARS-CoV-2 từ Tết Dương Sàng Lộc, tăng 7 ca so với ngày 29 tháng 12. Cụ thể như sau, địa chuyển ngoài tỉnh 40 ca, huyện Tân Biên 264 ca, tăng 119 ca, trong đó Hòa Hiệp 19 ca, Mỏ Công 37 ca, Tân Bình 18 ca, Tân Lập 27 ca, Tân Phong 49 ca, Thành Bắc 6 ca, Thành Bình 22 ca, Thành Tây 18 ca, Thị trấn Tân Biên 38 ca, Trà Dông 30 ca, Thị xã Trắng Bàng 202 ca, giảm 137 ca, trong đó An Tịnh 55 ca, Đông Thuận 20 ca, Gia Bình 17 ca, Gia Lộc 22 ca, Lộc Hưng 31 ca, Phước Bình 26 ca, Phước Chỉ 12 ca, Phương Trảng Bàng 19 ca, huyện Tân Châu 83 ca, tăng 5 ca, trong đó số Dây 2 ca, Suối Ngô 24 ca, Tân Đông 6 ca, Tân Hà 3 ca, Tân Hiệp 10 ca, Tân Hòa 4 ca, Tân Hội 12 ca. Tân Hưng 12k, Tân Phú 4k, Tân Thành 2k, Thành Đông 3k, thị trấn Tân Châu 1k. Huyện Bến Cầu 78k giảm 11k, trong đó An Thành 2k, Lợi Thuận 5k, Long Chủ 7k, Long Giang 3k, Long Khánh 13k, Long Phước 1k, Long Thuận 17k, thị trấn Bến Cầu 12k, Tiến Thuận 18k. Thị xã Hòa Thành 66k tăng 37k, trong đó Hiệp Tân 6k, phường Long Hoa 10k Long Thành Bắc 13 ca, Long Thành Nam 7 ca, Long Thành Trung 7 ca, Trường Đông 5 ca, Trường Hoa 5 ca, Trường Tây 13 ca, Thành phố Tây Ninh 58 ca, tăng 26 ca, trong đó Bình Minh 6 ca, Hiệp Ninh 10 ca, Ninh Sơn 10 ca, Ninh Thạnh 7 ca, Phường 1 14 ca, Phường 2 1 ca, Phường 3 5 ca, Phường 4 5 ca. Huyện Dương Minh Châu 52 ca, giảm 68 ca, trong đó Bầu Năng 4 ca, Bến Củi 1 ca, Cầu Khởi 1 ca, Chà La 17 ca, Lộc Ninh 3 ca, Phước Ninh 10 ca, Suối Đá 14 ca, Thị trấn Dương Minh Châu 1 ca, Trung Mít 1 ca, Huyện Châu Thành 40 ca tăng 27 ca, trong đó An Bình 2 ca, An Cơ 2 ca, Biên Giới 2 ca, Đông Khởi 6 ca, Hoa Thành 3 ca, Long Vĩnh 4 ca, Ninh Điền 5 ca, Phước Vinh 1 ca, Thái Bình 6 ca, Thanh Điền 3 ca, Thành Long 2 ca thị trấn Châu Thành 2 ca, Trí Bình 2 ca, huyện Gò Dầu 24 ca tăng 8 ca, trong đó Bầu Đôn 4 ca, Cẩm Giang 1 ca, Hiệp Thành 1 ca, Phước Đông 6 ca, Phước Thạnh 2 ca, Phước Trạch 1 ca, Thành Đức 3 ca, Thanh Phước 1 ca, thị trấn Gò Dầu 5 ca. Về tình hình cách ly y tế, cách ly tập trung 1.169 người, cách ly tại nhà 16.234 người, về công tác điều trị, tổng số ca mắc COVID-19 là 85.046 ca, đang điều trị 9.383 ca. Số ca tử vong là 632 ca. Trong ngày 30 tháng 12, có 9 ca tử vong. Về tình hình phong tỏa, đến ngày 30 tháng 12 năm 2021, tỉnh đã thiết lập 1.389 dùng phong tỏa, trong đó đang phong tỏa 399 dùng, 990 dùng đã giải tỏa. Về thực hiện chính sách theo nghị quyết số 68 của chính phủ, các địa phương đã chi hỗ trợ trong ngày là 1.233 người với số tiền 4 tỷ 464 triệu 535 000 đồng. Đã chi hỗ trợ đến ngày 30 tháng 12 năm 2021 là 202.731 người với tổng số tiền 375 tỷ 222 triệu 830 000 đồng. Thưa quý vị, bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh Truyền hình Tây Ninh đến đây sẽ được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, Việt Anh và Cẩm Tú xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.